cũng dẫn phát khắp bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng dẫn phát khắp pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng dẫn phát khắp năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng dẫn phát khắp 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng dẫn phát khắp pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng dẫn phát khắp tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng dẫn phát khắp trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng dẫn phát khắp đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, nảy thiện hiện, đại Bồ Tát ấy. Nếu nghĩ như thế, thì thối thất bát nhã ba la mật đa, nếu thối thất bát nhã ba la mật đa, thì chẳng có khả năng dẫn phát bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cũng chẳng có khả năng an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng chẳng có khả năng an trụ chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng chẳng có khả năng an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng chẳng có khả năng dẫn phát bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng chẳng có khả năng dẫn phát tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, cũng chẳng có khả năng dẫn phát bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng chẳng có khả năng dẫn phát pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng chẳng có khả năng dẫn phát năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng chẳng có khả năng dẫn phát 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng chẳng có khả năng dẫn phát pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng chẳng có khả năng dẫn phát tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng chẳng có khả năng dẫn phát trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng chẳng có khả năng dẫn phát đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Nảy thiện hiện, vì chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có khả năng dẫn phát an trụ thiện pháp. Lại nữa, thiện hiện hoặc đại Bồ Tát nghĩ thế này: Phật biết các pháp không có tướng nhiếp thọ, tự chứng quả vị giác ngộ cao tột, đã đắc Bồ đề rồi, vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị thật tướng các pháp. Nảy thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nếu nghĩ như thế thì bị thối thất bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Nảy thiện hiện, vì Như Lai đối với pháp không biết, không hiểu, không tuyên thuyết, không khai thị. Vì sao? Vì thật tướng các pháp chẳng thể hiểu biết, chẳng thể an lập, thì làm sao đạt được cái có hiểu, có biết, có tuyên thuyết, có khai thị đối với tất cả pháp. Nếu nói thật có cái hiểu, biết, tuyên thuyết, khai thị tất cả pháp, thì không có việc đó.